anh đi. Đây là lúc giây phút xuất thần của em mà. Xin mời đất. Tôi đã nói với cô là bộ phát thảo sưu tập mùa hè, mà tại sao cô lại phát thảo bộ sưu tập thu đông? Xin mời đất. Con hỏi mẹ là ngồi ở quán nào? Quán thời gian. Mày hẹn tao ở quán Hoàng Hôn, mày qua quán thời gian làm cái gì? Thiết cá tẩn tẩn khùng lộn công ty. Hồi nào tới giờ có ai nói mắt mình khùng mà còn vô duyên không? Cô ác lắm á. Em không thấy chuyện lớn chuyện nhỏ gì, em cũng không quên hết hả? Tốt nhất mình chia tay đi. Nó chia tay với mày không phải là tật hay quên đâu, mà nó theo gái thì có. Bỏ nó đi, lo chữa bệnh là vừa. Lâu lâu tao mới quên thôi chứ bộ. Nhưng mà bệnh thất tình có dễ chữa không? Tao không có nói mày chữa bệnh thất tình, mà tao kêu mày chữa bệnh hay quên của mày đó không tưởng. Chúng ta phải kết hôn với nhau. Anh buông ra. Kết hôn với con khỉ. Cậu muốn tự đi tìm ký ức của mình. Em đi tìm ký ức, anh đi tìm em mệt lắm. Em nghĩ anh phản bội em cũng được. Sao lại đánh anh ấy? Cô ấy là ai? Là vợ sắp cưới của anh. Cô có thể quên người nhà, quên bạn bè, có khi quên cả chính bản thân mình. Chúng ta lại gặp nhau. Mẹ mà con tới á, tôi nhảy xuống đây đó.